Xin chào quý vị và các bạn, thì hôm nay tiếp tục series về đầy đủ từ xa Digital Kaki KF. Thì hôm nay chiếc xe Nissan X-Trail này đã được lắp cái bộ đèn nổ này, và tôi sẽ thao tác cho các bạn những tính năng của bộ đèn nổ này nó sẽ như thế nào. Và sau đây là tôi sẽ đèn nổ từ xa trên chính chiếc Smart Key gốc của xe. Đây là hai chiếc Smart Key của xe đấy. Tôi sẽ đèn nổ bằng thao tác bấm 3 lần nút lock. Đó, các bạn, như bạn đã thấy đó là đèn của xe đã sáng và gương đã mở. Lúc này thì điều hòa quạt gió trong xe đã được khởi động. Đó, nhất là thời tiết hè trời nóng, đúng không ạ? Chúng ta để xe ngoài trời mà chúng ta trước khi khởi hành chúng ta đèn nổ trước để cho không khí trong xe nó thoải mái dễ chịu hơn. Đó là một cái rất là tiện ích. Tiếp đến là chúng ta sẽ có thể ngắt đèn nổ từ xa bằng Smart Key, cũng bằng thao tác 3 lần bấm nút lock. Đó, lúc này động cơ đã ngắt rồi. Và sau đây tôi sẽ thao tác lại cho các bạn nhé. Và tôi sẽ test xem là lúc đèn nổ này thì cửa xe có được khóa hay không, để có đảm bảo an toàn, an ninh hay không. Và tôi sẽ tiến lại gần xe. Tôi sẽ thử mở cửa. Hoàn toàn không mở được. Vẫn đảm bảo an toàn. Lúc này thì đồng hồ táp lô trong xe đang sáng, đúng không ạ? Quạt gió điều hòa đang hoạt động. À, sau đây tôi sẽ ngắt đèn nổ trên Smart Key. Đó, lúc này là động cơ đã ngắt. Và tiếp theo đây thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cách thức nữa để chúng ta có thể đèn nổ từ xa bằng chính chiếc smartphone mà chúng ta luôn đem theo người. Và để sử dụng tính năng này thì các bạn sẽ phải download phần mềm Bluemode. Đó, download phần mềm Bluemode. Hệ điều hành Android hay iOS đều có thể sử dụng. Tiếp đến là các bạn sẽ, mỗi chủ sở hữu chiếc xe sẽ đều có app, có mật khẩu riêng cho để đăng nhập vào cái app ứng dụng này. Và như đây bạn đồng hành của tôi đã vừa đăng nhập vào app đây và đã có thể kết nối với hệ bộ đèn nổ từ xa này, hệ thống đèn nổ từ xa này. Và đây là giao diện ở trên cùng. Đây chúng ta có unlock cửa xe này, khóa xe này, đèn nổ từ xa này, ngắt đèn nổ từ xa này, và tìm xe. Và lần lượt chúng ta sẽ test thử từng tính năng một. Đầu tiên là mở khóa cửa xe. Đó. Tiếp đến là lock cửa xe. Đó, rất nhạy, đúng không ạ? Tiếp đến là chúng ta đề nổ. Bằng đúng một chạm thôi chúng ta có thể đề nổ chiếc xe này. Đó, xe được đề nổ rồi ạ. Và chúng ta sẽ ngắt đề nổ. Đó, và ngoài ra thì các bạn lưu ý đó là nếu mà chúng ta đề nổ mà chúng ta không sử dụng xe trong khoảng thời gian 15 phút từ lúc chúng ta đề nổ từ xa thì tự động cơ sẽ ngắt để đảm bảo an toàn. Và cuối cùng nó là tìm xe. Đó, với cái tính năng này chúng ta phải chờ trong khoảng thời gian từ 7 đến 8 giây để có thể là thao tác thêm một lần nữa tìm xe, là đèn xe sẽ nháy và có âm thanh đi kèm. Và chúng ta có thể thao tác lại. Đó, âm thanh vừa kêu và đèn nháy. Đó, và sau đây tôi sẽ giới thiệu thêm một điều rất đặc biệt nữa từ bộ đèn nổ từ xa Digital Kaki KF. Đó là chiếc smartphone có ứng dụng Bluetooth app và kết nối với bộ đèn nổ từ xa này thì có thể gần như là thay thế hoàn toàn chiếc Smart Key mà tôi đang cầm ở tay đây. Và sau đây thì bạn đồng hành của tôi sẽ
sử dụng chiếc xe này, điều khiển chiếc xe này mà không cần đến smart key của xe. Đó, xin mời bạn. Bạn ấy vừa đè nổ từ xa trên chính app Bluetooth. Đó. Unlock cửa xe bằng app Bluetooth và sau đó vào trong xe. Hai chìa ở đây tôi vẫn đang cầm. Đó, không cần smart key nữa. Vâng, rất tiện ích. Và video đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.